Chào cô bác, anh chị em và các bạn. Đây là món cho bữa sáng, trưa hay là chiều tối. Món mì trứng lòng đào. Mình chỉ cần hai gói mì gói thôi là có nhanh, có ngay một món ăn cho gia đình. Ngon, bổ, rẻ, nóng hổi. Bây giờ mình cùng bắt đầu làm mì trứng gà lòng đào. Để làm món này thì mình cần có mì gói. Và tùy theo gia đình mình nhiều hay ít người thì mình sẽ làm. Thì mình cần hai gói mì gói, hiệu nào cũng được. 4 cái trứng nè, một trái cà chua, 10 gram hành tím, một cọng hành lá với lại xà lách. Trước tiên mình đi nấu một bình nước sôi. Và thường khi thì các cô hay nói với mình khuyên là ăn mì gói nó rất là độc. Bởi vì là trong mì nó có cái dầu. Lúc người ta chiên đi chiên lại như vậy đó, đó là chất béo không tốt. Do vậy mình sẽ trộn bằng nước sôi. Tốt nhất là phải trộn nước sôi hoặc là nước nóng 80 độ C, tức là nước nóng già, để mình loại cái dầu ở trong cái mì này ra. Trong lúc nấu nước thì mình chuẩn bị trang trí xà lách, cà chua. Mình cắt lát ra. Và mình có thể cho vô một cái dĩa là một phát mì. Nhưng mà mình khuyên quay video, thành thử ra mình phải cho vô một cái dĩa lớn để chút xíu mình chụp hình đó, cho nó rõ. Nấu bằng cái bình nước cho nên nó nhanh lắm. Mình chế ngập luôn. Đó, mình trộn trong vòng khoảng 2 cho đến 3 phút. Tùy theo chị em và các bạn thích mì nó nở nhiều hay ít đó. Cũng như là tùy theo cái sợi mì nữa. Gia vị mình có nước tương, bột nêm, đường và tiêu, tương cà chua, tương ớt. Sốt sẽ có một muỗng cà phê vuông đường, một muỗng canh 12ml nước tương. Tùy theo anh chị em và các bạn ăn cay ít hay là cay nhiều, mình sẽ cho khoảng một muỗng cà phê tương ớt, 2/3 muỗng canh tương cà chua hay là ketchup, 1/3 muỗng cà phê bột nêm gà. Rồi cái nước sôi mình cho một muỗng canh 15ml, một chút tiêu. Rồi quậy lên cho tan đều. Xong rồi quay qua bên đây, mì lúc này cũng mềm. Anh chị em và các bạn thấy cái màu nó ra, mình đổ bỏ cái này đi. Trong cái gói này có sẵn gia vị, mình lấy cái me, nó là lẩu Thái, bình thường nó có me chua. Một gói nè, hai gói mì, hai gói me chua. Hai gói. Trộn lại cho thấm. Mình nêm vào đây nửa muỗng canh nước tương. Rồi mình trộn lại. Cái mì nó rất hợp với nước tương luôn. Mình thử ra khi mình trộn với nước tương nó sẽ thơm. Và xào với nước tương nó mới ngon. Ớt mình cũng cắt ra luôn. Hành. Cái đầu hành trắng cũng cắt lát luôn. Chị em nào có ngò nữa cũng thơm nữa. Trộn đều mình chia ra làm 4 và rưới đều lên. Có thể chường chút xíu bên ngoài, ai ăn mặn thì cho thêm. Ăn như vậy thì đầy đủ dinh dưỡng. Nếu có chảo lớn thì chỉ cần một lần luôn là xong. Cho hành, cho dầu để mình phi hành. Chỉ hành tím với lại cái đầu hành trắng thôi. Anh chị em và các bạn chừa cái hành lá lại nè. Mình đảo cho hành thơm. Sau đó tắt lửa. Cái mì của mình chia ra làm 4 phần. Sau đó mở lửa lên cho mì nó thấm gia vị. Mình chiên cái mì nó rám lên luôn cho nó ngon nè. Khoét một cái lỗ chính giữa để mình cho cái trứng vô. Cho liền cái trứng, cho trứng nó chín. Rồi mình đậy nắp lại. Làm món này anh chị em và các bạn nhớ lấy cái chảo dày. Nếu mình lấy cái chảo mỏng là mình chiên lửa lớn nó dễ cháy lắm. Mình để lửa trung bình và chiên trong vòng khoảng từ 5 cho đến 6 phút. Bây giờ nhìn vô đã thấy cái lòng trắng nó chín hết bên trên rồi.
tắt lửa luôn. Đó, nó chín như vậy là ngon nhất đó. Mình cho tiêu lên. Kiểm tra cái mì bên dưới cho anh chị em và các bạn thấy nè. Nó chín vừa luôn, nâu vừa phải luôn đó, ngon chưa? Mình cho hành lá lên liền luôn. Cho hành nó chín. Rồi ớt. Thấy đơn giản mà ngon quá chừng đó. Có nhanh, có ngay, một món ăn cho gia đình. Mì trứng gà lòng đào. Trứng lòng đào, ngon chưa? Đó. Nhanh gọn lẹ cấp tốc nóng hổi luôn. Mình Phiên vừa chia sẻ xong đến cô bác anh chị em và các bạn món mì trứng. Mì trứng gà lòng đào. Chúc cô bác anh chị em và các bạn cùng gia đình có nhiều món ngon và luôn được nhiều hạnh phúc, nhiều sức khỏe, an lành. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video kỳ tới.